Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 5 tháng 1 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thư nghị sĩ Tom Costin tán thành Tổng thống Trump đã đến lúc đưa đất nước Mỹ trở lại đúng hướng. Chấn động nước Mỹ, đã đến lúc Mỹ truy tố và bắt giữ Kamala Harris. Báo cáo năm 2023 của tranh án tòa án tối cao Mỹ tập trung vào vấn đề AI. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Tom Carson thuộc đảng Cộng hòa bang Arkansas hôm ngày 3 tháng 1 đã tán thành nỗ lực trở lại tòa Bạch Ốc vào năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Carson đăng trên mạng xã hội X, khi ông Donald Trump làm tổng thống, nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và thịnh vượng, nền kinh tế bùng nổ, tiền lương của tầng lớp lao động ngày càng tăng, biên giới của chúng ta được an toàn và kẻ thù của chúng ta phải sợ hãi chúng ta. Ông tiếp tục, khi ông Joe Biden làm tổng thống, nước Mỹ trở thành địa ngục, các gia đình không đủ tiền mua nhu yếu phẩm, biên giới của chúng ta thì rộng mở cho cuộc xâm lược toàn diện và kẻ thù của chúng ta bắt đầu chiến tranh ở khắp mọi nơi. Tôi tán thành cựu Tổng thống Trump và tôi mong muốn được làm việc với ông ấy để giành lại Tòa Bạch Ốc và Thượng viện để chúng tôi có thể giúp đỡ những người dân Akeso chăm chỉ đang phải chịu đựng những chính sách tai hại của ông Joe Biden. Đã đến lúc đưa đất nước của chúng ta trở lại đúng hướng. Thưa quý vị, sự chứng thực của ông Costin được đưa ra cùng ngay với tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump của Phó lãnh đạo thiểu số Hạ viện, ông Tom Emmer. Cựu Tổng thống Trump từng công khai kêu gọi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa phản đối nỗ lực trở thành chủ tịch Hạ viện của ông Emmer vào năm ngoái và gọi ông ấy là Reynolds, thành viên đảng Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa. Ông Emmer là người cuối cùng trong đội ngũ lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ nỗ lực tranh cử của ông Trump. Chủ tịch Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa bang Louisiana, lãnh đạo đa số Steve Scully thuộc đảng Cộng hòa bang Louisiana, Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa Ali Stefanik thuộc đảng Cộng hòa bang New York và Chủ tịch Ủy ban Quốc hội đảng Cộng hòa Quốc gia Richard Hudson thuộc đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina, trước đó đều đã tuyên bố chứng thực Tổng thống Trump tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Chấn động nước Mỹ đã lên lúc Mỹ truy tố và bắt giữ Kamala Harris. Quý vị thân mến, Kamala Harris của Harvard vừa từ chức, bây giờ đã đến lúc Mỹ truy tố và bắt giữ Kamala Harris thực sự. Mụ phù thủy độc ác đã biến mất, Chủ tịch Harvard Claudine Gay, hay còn gọi là Kamala Harris của Harvard, đã từ chức trong sự ô nhục. Harvard đã đổ tiền quyên góp với bà Gay làm chủ tịch, và cuối cùng, Harvard đã phải trả giá đắt, mất 1 tỷ đô la trong một thời gian ngắn, khi các nhà tài trợ Do Thái tẩy chạy Harvard dưới sự lãnh đạo của một kẻ thù ghét người Do Thái. Harvard không cho bà gây lựa chọn, bà ấy đã bị truất phế. Vì vậy, hội đồng quản trị của Harvard đã nói rõ, tất cả các khoản nguyên góp của chúng tôi đã cạn kiệt, các nhà tài trợ lớn nhất của chúng tôi đang kêu gào đòi lấy cái đầu của bạn. Vì vậy, tập phim này kết thúc với chiến thắng thuộc về những người bảo thủ, cựu sinh viên Harvard gốc Do Thái và bất kỳ ai có lương tri. Toàn bộ tình tiết này là một thảm họa, một sự sỉ nhục khủng khiếp và đen đuổi đối với cả Harvard và Gay. Cuối cùng, sự thật đã chiến thắng gian ta. Thưa quý vị, chúng ta gọi bà Gay là Kamala Harris của Harvard, bởi vì bà ấy rõ ràng không đủ tiêu chuẩn cho công việc của mình, bởi vì bà ấy rõ ràng chỉ nhận được công việc của mình là người da đen với sự ủng hộ vì người đồng tính nam và phụ nữ. Đó là tổng số trình độ chuyên môn của bà ấy, không hơn không kém. Và trong 2 tháng dài, bà ấy giữ được công việc của mình chỉ vì bà ấy là người da đen và đồng tính. Một người đàn ông da trắng thẳng thắn có thể đã bị sa thải một ngày sau khi lời khai của họ trước quốc hội làm tổn hại đến thương hiệu Harvard. Claudine Gates không chỉ không đủ tiêu chuẩn và bất tài, và một sự xấu hổ đối với nền giáo dục ưu tú của Harvard và Ivy Leagues đó là những vấn đề ít quan trọng nhất của bà ấy. Là một người ghét người Do Thái phân biệt chủng tộc, người đã dung túng những lời lẽ độc ác, hèn hạ, bà Do Thái và những lời đe dọa bạo lực chống lại người Do Thái và một kẻ đạo văn bị cáo buộc đã đánh cắp tác phẩm của người khác và nhiều lần cho rằng đó là của bà ta, đó là một sự kết hợp tuyệt vời. Một tấm bằng Harvard vừa bị mất giá trị, bạn cũng có thể ném nó vào lò sưởi. Trong nhiều trường hợp tại các công ty luật có uy tín và các công ty môi giới ở Phố một sinh viên tốt nghiệp Harvard thậm chí sẽ không được mời phỏng vấn nữa. Bây giờ quay lại với Kamala Harris, thực sự Claudine Gay chỉ làm tổn hại đến thương hiệu của Harvard và giá trị của nền giáo dục Harvard. Chuyện này chưa là gì so với Kamala Harris thực sự, phó tổng thống Hoa Kỳ, người cũng là một người được thuê hành động khẳng định không đủ tiêu chuẩn, kém năng lực. Thiệt hại mà Kamala Harris thực sự đã gây ra cho nước Mỹ và mọi công dân Mỹ là không thể so sánh được. Thiệt hại này là sự sống và cái chết. Kamala Harris thực sự là xa khoảng biên giới, nhưng chưa từng đến biên giới. Kamala không đủ tiêu chuẩn, bất tài, cùng với các ông chủ và đồng phạm của bà ấy là Joe Biden và ông chủ của bà ta là Obama. Tổng thống thực sự và Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas đã gây tổn hại đến toàn bộ đất nước của chúng ta và tương lai của con cái chúng ta bằng cách mở cửa biên giới và chào đón làn sóng phản đối dữ dội. Điều đó bao gồm cả tội phạm bạo lực, kẻ sát nhân, những kẻ hiếp dâm, những kẻ tập thể MS-13, những kẻ khủng bố Hamas, nam giới trong độ tuổi quân sự từ kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là Trung Quốc, người nhập cư bất hợp pháp mang bệnh thế giới thứ ba, và những người nghèo nhất không có tay nghề, ăn bám, những người đòi hỏi phúc lợi từ khi sinh ra đến lúc chết, phiếu thực phẩm, nhà ở miễn phí, chăm sóc sức khỏe miễn phí và trường công miễn phí cho con cái của họ nước mỹ có thể không bao giờ phục hồi được thiệt hại có thể không thể khắc phục được các khoản nợ có thể làm sụp đổ nền kinh tế của chúng ta đây là điều sẽ xảy ra khi bạn đặt những người không đủ tiêu chuẩn bất tài hoặc đánh thức những người theo chủ nghĩa tự do bị tải não và các vị trí quyền lực Camala Harris của Harvard đáng lẽ phải bị trừng phạt bằng một vụ kiện tập thể trị giá hàng tỷ đô la từ các sinh viên tốt nghiệp Harvard và phụ huynh của họ, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của nước Mỹ. Kamala Harris thực sự nguy hiểm hơn rất nhiều và đã gây ra thiệt hại thảm khốc cho mọi công dân Mỹ. Hành động của bà ấy cùng với nhóm phản bội độc tài của bà ấy đã gây thiệt hại cho đất nước này đến mức không thể sửa chữa được bà ấy có thể đã tiêu diệt quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử nền văn minh từng được Chúa bàn phước, thiệt hại đó đáng giá bao nhiêu? Không có cái nào có thể bù đắp được cho nền dân chủ Mỹ. Kamala Harris thực sự cân bị truy tố, bắt giữ và truy tố về tội nổi loạn. Đây thực sự là cuộc nổi dậy và tội phản quốc chống lại nhân dân Mỹ, cùng với các đồng phạm của mình là Biden, Obama và Mayorkas. Báo cáo năm 2023 của tranh án Tòa án Tối cao Mỹ tập trung vào vấn đề AI. Thưa quý vị, tranh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts đã công bố báo cáo cuối cùng vào năm 2023. Ông nhấn mạnh trong tương lai, trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm thay đổi cách thức hoạt động của tòa án. Nhưng để thay thế các thẩm phán con người thì sẽ vẫn cần một thời gian. AI có tác động lớn đến hệ thống tư pháp. Thưa quý vị, qua các nguồn tin từ Politico và Reuters, trong tuyên bố cuối năm của chuyên án Roberts đưa ra ngày 31 tháng 12 cho thấy, ông tập trung phân tích những triển vọng và hạn chế của AI. Ông cho rằng AI đối với lĩnh vực tư pháp giống như con dao hai lưỡi, vừa đơn giản hóa một số công việc nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gian lận, phân biệt đối xử và xâm phạm quyền riêng tư ai có thể giúp các nguyên đơn có hoàn cảnh khó khăn làm đơn khiếu nại lên tòa án dễ dàng hơn. Với tòa án cũng giúp ích trong hoạt động nghiên cứu pháp lý và hỗ trợ xét xử các vụ án hiệu quả hơn. Tiềm năng của những công cụ này trong việc tối ưu hóa hoạt động tư pháp là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, AI cũng có thể bị lợi dụng để ngụy tạo hoặc xuyên tạc vấn đề. Chỉ vài ngày trước khi báo cáo của tranh án Roberts được công bố, luật sư Michael Cohen với mục đích tìm cách sớm chấm dứt giám sát của tòa án đối với ông đã cố tình sử dụng một vụ án giả do Google Bard, chatbot của Google tạo ra. Luật sư này là người vào năm 2018 đã bị kết tội vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử, đã được trả tự do sau khi chấp hành bản án. Ông Cohen giải thích trong một tuyên bố công khai vào thứ sáu tuần trước rằng ông đã không theo kịp tiến bộ công nghệ những năm gần đây gây ra các rủi ro pháp lý liên quan. Vì thế, không ý thức đầy đủ được vấn đề xây dựng văn bản của Barr trong nhiều trường hợp. Có thể hiển thị nội dung trích dẫn và mô tả có vẻ như thật nhưng không phải là sự thật. Ông cũng không ngờ rằng luật sư Davis M. Schwartz thay mặt ông để đơn kiến nghị là trích dẫn toàn bộ những trường hợp ngụy tạo đó mà không xác minh. Ông Roberts viết trong báo cáo, đây là một ý tưởng tồi, bất kỳ chú ý sử dụng AI nào cũng phải thực hiện một cách thận trọng các học giả pháp lý khác lo ngại việc nhập thông tin bí mật vào hệ thống AI sẽ gây ra các vấn đề bảo mật khác tranh án robots cũng dự đoán rằng công tác tư pháp đặc biệt ở cấp độ xét xử sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi AI những thay đổi này không chỉ liên quan đến các thẩm phán thực hiện công việc của họ mà còn liên quan đến cách họ hiểu vai trò của AI trong vụ án Tuy nhiên, dù thế nào thì AI cũng không thể thay thế quyền phán quyết của quan tòa là con người. Cuối cùng, thay một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV e post Time. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.